Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại với series cá kho vô cùng đa dạng của Việt Nam mình. Mình sẽ cùng các bạn thực hiện món cá nục kho ớt nha. Cách chế biến cá nục mà mình rất thích. Cá nục kho đậm đà, thấm vị. Tuy nói là kho ớt nhưng vị hơi the nhẹ, mùi lại rất thơm và kích thích vị giác. Cá được kho mềm nhưng không rã, dễ dàng trang trí thành phẩm bắt mắt. Sốt kho có vị vừa ăn, sánh nhẹ, chăn cơm hay chấm rau đều hấp dẫn. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Nếu thích video, nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình nha. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sơ chế các gia vị thơm. Kho cá thì không thể thiếu hành nha các bạn. Mình dùng vài tép hành, cắt để riêng phần đầu hành. Và lá hành thì mình sắc nhuyễn nha. Hành này là hành hương nhà trồng này các bạn, rất là thơm luôn. Ớt này thì mình dùng 5-6 trái nhỏ như thế này. Bạn nào thích cay nhiều hơn thì mình có thể băm nhỏ ra. Mình thì đập dập ra vài trái để kho chung. Nếu có ớt sừng thì các bạn dùng, vừa tạo màu đẹp vừa đỡ cay nữa đó. Mình dùng ở đây là một củ hành tím lớn khoảng 20g, cắt ra và mình cho vô đây. Tỏi thì mình dùng khoảng 10g, cắt ra và mình cho vô cối luôn. Mình xay nhuyễn nha. Các bạn có thể băm nhỏ cũng được ha. Mình dùng thêm 200g mỡ heo, cắt ra khối vuông nhỏ như thế này. Có mỡ thì kho cá sẽ béo thơm hơn nè. Cắt xong thì mình cho hết qua chảo để chút nữa mình thắng mỡ nha. Hôm nay mình dùng cá nục để kho. Cá này đã được làm sạch rồi nha các bạn. Mình cũng đã rửa với muối, giấm và rượu trắng để bán đi mùi tanh cá. Các bạn cũng có thể rửa với muối và giấm hoặc muối với nước trà pha loãng cũng khử đi được mùi tanh cá rất là hay luôn. Cách nào cũng được hết nha các bạn. Cá nục này hơi nhỏ nên mình sẽ để nguyên con. Nếu cá lớn thì các bạn có thể cắt ra tùy theo ý thích ha. Mình cho cá vào đây để ướp nè. Với lượng là 800g cá, mình sẽ ướp vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng canh đường, mình dùng đường thốt nốt nha các bạn. Trong những món kho các bạn dùng đường thốt nốt sẽ ngon hơn đó. Nửa muỗng canh nước màu đường. Cách thắng nước màu mình có để link dưới phần mô tả nha. Các bạn có thể vào tham khảo. Trộn đều lên cho gia vị tan ra. Mình sẽ không ướp hành tỏi nha các bạn, vì chút nữa chiên hành tỏi sẽ dễ bị cháy khét. Trong khi chờ cá thấm gia vị thì mình sẽ đi thắng mỡ. Cho chảo lên bếp, mở lửa vừa. Và mình cho vào 3 muỗng canh nước. Khi mỡ săn lại và cạn nước thì mình thắng cho đến khi mỡ vàng. Vàng như vậy là được rồi nè các bạn. Cho tớp mỡ ra chén. Và mình cho bớt mỡ ra, chừa lại trong chảo khoảng 4 muỗng canh mỡ nước. Sau đó thì mình cho cá vào chiên. Bước chiên này giúp cá thơm hơn và khi kho thịt sẽ săn chắc, không bị vỡ. Khi cá săn mặt dưới thì mình trở qua mặt còn lại. Lưu ý là lúc này cá rất mềm, các bạn nên trở cá nhẹ nhàng nha, tránh cá bị gãy nha. Mình cứ chiên sơ như vậy cho đến hết lượng cá nha, không chiên chín kỹ nha các bạn. Tiếp theo mình làm sốt kho. Cho vào chảo 2 muỗng canh mỡ thắng lúc nãy á. Bạn nào không ăn mỡ thì mình có thể dùng dầu ha. Cho hết lượng hành và tỏi xay lúc nãy vào. Mình phi lên cho nó hơi vàng như vậy mới ngon nha. Mình tạm tắt bếp và cho vào đây 3 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng canh nước màu đường, 200ml nước dừa,
khuấy đều lên và mở lửa đun sôi hỗn hợp. Ta cho vào đây nửa muỗng canh đường. Khi sốt sôi thì mình bắt đầu xếp cá vào nồi. Để cho cá sôi khoảng 5 phút cho ngấm nước sốt kho. Lưu ý là nước sốt kho phải ngập xăm sắp mặt cá nha các bạn. Tiếp theo thì mình cho thêm vào 100ml nước lọc. Các bạn có thể dùng hoàn toàn bằng nước dừa tươi cũng được ha. Bây giờ mình đậy nắp lại và kho với lửa trung bình. Sau 15 phút mở nắp ra. Nhớ trở mặt cá nha. Và múc nước sốt kho chan lên những con cá nằm bên trên cho cá thấm đều sốt kho. Lúc này các bạn có thể thử lại và nêm theo khẩu vị gia đình ha. Bạn nào ăn được bột ngọt thì mình cho chút xíu vào cho điều vị nha. Và mình cho thêm vào một muỗng canh tương ớt giúp nước kho có độ sánh nhẹ và màu đẹp hơn. Và mình cho mấy trái ớt lúc nãy vào luôn. Ớt nấu chín cùng với cá không quá cay, chỉ hơi the nhẹ nhưng lại rất thơm các bạn, nâng hương vị của nồi cá luôn. Sau đó hạ lửa nhỏ và kho riu riu cho đến khi các bạn thấy cá đều sốt kho, lên màu nâu đỏ rồi thì mình cho tóp mỡ vào sau cùng để giữ được độ giòn hấp dẫn nha. Cho đầu hành lá vào nè và mình kho thêm 2 phút nữa rồi tắt bếp. Rắc thêm chút tiêu, hành cho thơm ha. Thời gian kho từ 25 đến 30 phút tính từ khi cá sôi. Nhìn hấp dẫn chưa này các bạn? Mình dùng cơm thôi các bạn ơi. Cá có màu nâu đẹp, cá không bị gãy nè, thịt dẻ chắc và rất thơm. Cá thấm sốt kho đậm đà, không quá mặn cũng như không quá nhạt, vừa ăn lắm các bạn. Tổng lượng gia vị nêm theo công thức của mình như vậy rất là vừa vặn đó các bạn. Cách kho cũng rất dễ phải không nè. Mình nghĩ những bạn nào chưa biết kho vẫn có thể có được nồi cá kho ngon lành cho bữa cơm gia đình. Nếu thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Bấm đăng ký để xem nhiều món ăn mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cubabinhduong.com với dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.